Xin chào tất cả các em. Đây là mô hình mô tả về sự quay không đồng bộ và khi nam châm quay sẽ làm quay khung dây đặt bên trong nó với một tốc độ nhỏ hơn. Và để mô hình này hoạt động lâu dài thì xuất hiện nhược điểm. Đó là ta phải tác dụng lực cơ học làm quay nam châm và hiệu quả làm quay khung dây cũng rất thấp. Và để giải quyết vấn đề trên, trong thực tế các nhà khoa học đã chế tạo thành công động cơ không đồng bộ 3 pha bằng cách sử dụng nam châm điện và rất nhiều khung dây quay. Ở trên màn hình là hình ảnh mô phỏng lại cấu tạo của động cơ không đồng bộ 3 pha. Trong đó, 3 nam châm điện là 3 cuộn dây cuốn loại thép giống nhau được gắn tại 3 vị trí trên khung kim loại có dạng ống hình trụ. Chúng được đặt lệch một góc 120 độ như trên mặt cắt hình tròn này. Khi cung cấp dòng điện xoay chiều 3 pha, mỗi nam châm điện sẽ có một dòng điện một pha chạy qua. 3 nam châm điện này sẽ tạo ra 3 từ trường biến thiên có cùng tần số và tổng hợp của cả 3 từ trường này sẽ tạo ra một từ trường quay. Như vậy, chỉ cần dùng dòng điện mà không cần dùng bất cứ lực cơ học nào, ta đã tạo ra được một từ trường quay ổn định theo thời gian. Chính từ trường này đã làm quay khung bên trong. Và khung quay bên trong này được gọi là rotor. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cấu tạo của nó ở phần sau. Còn đối với bộ 3 nam châm điện đứng yên nên được gọi là stator. Với việc sử dụng nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ và sử dụng dòng điện xoay chiều 3 pha để tạo ra từ trường quay nên động cơ này có tên gọi là động cơ không đồng bộ 3 pha. Bây giờ chúng ta quay về với cấu tạo của rotor. Nếu rotor là một khung dây được đặt giữa 3 nam châm điện thì khi có từ trường quay, khung dây này sẽ được làm quay theo. Trục quay của khung sẽ được gắn với các bộ phận truyền chuyển động để sử dụng cho các nhu cầu thực tế. Và để tăng tác dụng làm quay rotor, ta cần phải tăng số lượng khung dây trên rotor lên. Và không chỉ vậy, các nhà khoa học đã tìm cách tăng hiệu quả làm quay rotor lên bằng cách tạo ra rotor lồng sắt. Tại sao lại có tên như vậy? Chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ hơn về hình dáng và cấu tạo của rotor lồng sắt nhé. Các nhà khoa học đã sử dụng các thanh kim loại làm bằng đồng hoặc nhôm. Hai đầu của các thanh kim loại này được nối với nhau bằng hai vòng kim loại cũng bằng đồng hoặc nhôm tạo thành lồng có dạng hình trụ. Với cách lắp đặt như vậy sẽ tạo ra những khung dây dẫn giống nhau có chung trục quay. Quan sát kỹ hơn, các em sẽ thấy các thanh kim loại này được lắp lệch so với trục quay. Mục đích lắp đặt như vậy là để triệt tiêu các lực gây cản trở hoạt động của rotor, từ đó giúp cho rotor quay êm hơn, hoạt động ổn định hơn trong thời gian lâu dài. Với cấu tạo của rotor và stator như vậy, khi có dòng điện xoay chiều 3 pha chạy qua stator thì sẽ xuất hiện từ trường quay và rotor bắt đầu quay theo. Mô hình trên chính là mô hình gồm hai bộ phận chính của động cơ không đồng bộ 3 pha. Toàn bộ hệ này được đỡ và được bảo vệ bên trong một lớp vỏ rất chắc chắn. Dựa trên cấu tạo và hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha, các kỹ sư đã có những cải tiến phù hợp để chế tạo nên các loại máy móc hữu dụng khác như quạt điện, máy bơm nước, máy khoan. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Subscribe và xem tiếp tại Kiến Guru nhé.